nhớ được sử dụng trong điện thoại thông minh cũng sẽ chứng kiến mức tăng ở một chữ số. Như vậy là mảng kinh doanh này vẫn sẽ duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận rất tốt. Năm ngoái, giá các sản phẩm chip nhớ trên toàn cầu sụt giảm mạnh do thương chiến Mỹ-Trung, gây đảo lộn các chuỗi cung ứng và áp lực suy giảm tăng trưởng kinh tế. Điều này cũng đã khiến cho lợi nhuận của mảng kinh doanh bán dẫn và chip nhớ của Samsung sụt giảm tới 70%. Do vậy, trong bối cảnh dịch bệnh chưa biết khi nào kết thúc, Samsung được cho sẽ tập trung nguồn nhân lực vào việc tăng cường sản xuất linh kiện bán dẫn, chip nhớ.